Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng, giám đốc viện cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông sẽ tiến hành cấy chỉ điều trị cho bệnh nhân Trần Trọng Minh mắc hội chứng cổ vai tay, đau thắt lưng do phình địa đệm, phình vết ngăn mũi. Địa đệm là phần nằm giữa các đốt sống, có cấu tạo gồm hai phần, bao sơ và nhân nhầy. Bộ phận này có chức năng giảm áp lực, giảm ma sát ở hai đầu đốt sống khi chúng ta vận động, di chuyển. Vùng địa đệm là tình trạng một vị trí nào đó trên bao sơ bị tổn thương, lỏng lẻo khiến cho địa đệm bị phình và lồi ra nhưng vẫn chưa bị lệch khỏi vị trí ban đầu trong đốt sống. Trong bệnh thoát vị địa đệm, phồng địa đệm là một thể nhẹ, có thể diễn tiến thành thoát vị nếu không được can thiệp sớm. Phồng địa đệm có thể xảy ra ở bất cứ vị trí nào trên đốt sống nhưng phổ biến nhất là ở vị trí thắt lưng, cụ thể là tại đốt L4, L5 và L5S1. Trên lâm sàng, người bệnh có thể gặp phải một số triệu chứng điển hình tùy vào vị trí phồng địa đệm như nguyên nhân gây lồi địa đệm. Phồng địa đệm có thể xảy ra ở nhiều đối tượng, trong đó người trẻ làm công việc nặng nhọc và người trung niên thường có tỷ lệ mắc cao hơn. Có nhiều nguyên nhân gây ra chứng bệnh này, cụ thể lão hóa tự nhiên. Quá trình lão hóa khiến cho địa đệm bị mất nước, khô cứng, bất linh hoạt và dễ bị tổn thương. Trong đó, cột sống thắt lưng và cột sống cổ là hai vùng có biên độ hoạt động lớn, chịu nhiều áp lực từ tải trọng của cơ thể nên sẽ nhanh bị lão hóa hơn các vùng khác. Chấn thương, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, chơi thể thao, khuân vác nặng gây ra áp lực, tư thế vận động sai, béo phì, hút thuốc, lạm dụng chất kích thích. Giống như polyp mũi, phì đại của mũi thường là nguyên nhân gây tắc mũi mũi. Cổ mũi hay xương xoắn mũi là bộ phận quan trọng bên trong mũi ngăn bụi bẩn và các hạt khác đi vào phổi. Cổ mũi có 3 phần, dưới, giữa và trên. Cấu trúc có dạng xương cong và xốp giúp tăng độ ẩm, làm ẩm không khí bạn hít vào, giúp phổi trao đổi khí hiệu quả hơn. Khi bạn bị dị ứng hoặc bệnh liên quan đến cấu trúc này, nó có thể bị viêm và sưng lên làm cho mũi bị tắc nghẽn. Phì đại của mũi đặc trưng bởi tình trạng sưng mãn tính của mũi. Các cuống mũi được bao phủ trong màng niêm mạc có chứa lượng lớn các mạch máu, vì vậy chúng rất nhạy cảm. Mặc dù tình trạng cuống mũi sưng là bình thường nhưng nếu xảy ra thường xuyên và liên tục thì mũi sẽ bị tắc nghẽn lâu dài. Phương pháp cấy chỉ cắt cụt đã mở ra một hướng đi mới trong điều trị hiệu quả các căn bệnh trên mà không cần phải phẫu thuật. Ngoài ra, phương pháp cấy chỉ còn giúp cho người bệnh tiết kiệm được thời gian cũng như chi phí. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị